Tiếp nối chương trình là một bài viết khác của tác giả Đỗ Nga kính mời quý vị cùng theo dõi. Khi Cộng sản bị lật tẩy Ngày 29 tháng 3, ông Nguyễn Huy Hùng, 38 tuổi, bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phạt 7 triệu rưỡi đồng vì tung tin thất thiệt về bầu cử. Nguyên nhân là ngày 17 tháng 3, ông Hùng dám cá gan đăng trên nhóm Zalo có tên là Đô Thị Nghĩa Đô với nội dung Bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu các bác, người ta sắp xếp hết cả rồi. Đúng là ông Nguyễn Huy Hùng nói sai sự thật thật. Thực ra bầu bán ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sắp xếp đâu, mà là đấu nhau trí tử mới có được chiếc ghế đấy. Để phe Hà Nội có được 20 ủy viên trung ương đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò trước đó đến những năm năm và phải cố gắng đập cho tới bời cái bọn miền Nam và cả những cái bọn nào mà dám tranh giành với phe Hà Nội của ông. Để có cái suất đặc biệt thì ông cũng dùng cái lò huyền thoại của mình đập cho vỡ mồm đứa nào dám phản đối cái suất đặc biệt của tao đấy chứ. Đây, ông đấu đến viên cuồng, ông đấu đến mà sống chết mới có cái thắng lợi đó chứ có ai sắp sẵn cho ông đâu. Rõ ràng là ông Nguyễn Huy Hùng đã nói sai rồi. Để có cái chức chủ tịch nước thì ông Trọng cũng phải ủ mưu ngót ngát hết 3 năm mới tiễn được Trần Đại Quang về gặp Bác Hồ, chứ có phải ai cho ông đâu. Ông tự nỗ lực ấy chứ, có sắp xếp đâu mà bảo người ta sắp xếp hết rồi. Rõ ràng là ông Hùng quá sai rồi nên bị phạt là phải. Công lao người ta ủ mưu tìm chuyên gia vừa biết đầu độc vừa biết cài cắm rồi thực hiện sao cho nó thật là êm ấm cho nạn nhân không hề hay biết. Công lao như thế mà sao ông Hùng lại phủ nhận được chứ? Đúng lắm, ông bị phạt 7 triệu rưỡi đồng là nhẹ đấy ông Hùng ạ. À. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Giang lại phạt một thanh niên tung tin thất thiệt rằng Công Lý chỉ là nghệ sĩ hài. Thực sự nếu gọi đích danh thần Công Lý ở xứ Việt Nam mà anh này gọi là diễn viên hài thì đúng là xuyên tạc thật. Đúng ra thì phải là diễn viên ác chứ không phải là diễn viên hài ví dụ như vụ án hồ duy hải công an bức cung nghi can sau đó ra chợ mua vật chứng để tạo vật chứng sao cho khớp với lời khai và tạo nên một bộ hồ sơ điều tra hoàn chỉnh dựa vào cái thứ đó từ tòa sơ thẩm phúc thẩm cho đến tòa giám đốc thẩm đều quyết tuyên án tử hình bị can thì đó là tột cùng của tội ác chứ hài cái nỗi gì hay là vụ đồng tâm cũng thế nửa đêm kéo quân vào nhà người ta hành quyết, sau đó tóm người thân của họ lôi cổ ra tòa tuyên ghép thêm hai án tử nữa, thì đó là tột cùng của tội ác chứ hại gì ở đây. Ông này nói sai rồi, bị phạt 7 triệu rưỡi đồng cũng là đúng lắm. Trò sơn đông mãi võ là hình thức lừa gạt lòng tin người dân để móc túi họ. Khi mà bị phát hiện ra thì cái đám lừa gạt này sẽ tấn công phủ đầu như là muốn ăn tươi nuốt sống người nào mà dám lật tẩy chúng cách đây khoảng 20 năm khi mà xe đỏ Bắc Nam chất lượng cao chưa có thì cái đám lừa đảo bán thuốc đông y trên các chuyến xe lộng hành y một bài như thế. Chúng ung dung lừa đảo nạn nhân và sẵn sàng tấn công những ai dám lật tẩy chúng. Bọn này rất là nguy hiểm. Từ hành khách đến nhà xe đều sợ hãi chúng. Bầu cử quốc hội lâu nay vẫn được người dân cho rằng đó là một vở kịch tuy nhiên nếu mà đem so sánh với những nhà làm kịch thì có vẻ như không đúng lắm bởi vì bản chất của kịch là để mua vui và công khai cho mọi người những diễn viên họ không hề giấu cái nghề diễn của họ về bản chất họ không có gạt người dân tại các nhà hát kịch người ta thường thông báo cho khán giả rằng hôm nay chúng tôi diễn vở kịch bla 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 đấy họ trung thực như thế đấy chứ họ đâu có gian và họ hoàn toàn không ác và không hung hăng tấn công người nào nói họ đang diễn cả. Như vậy rõ ràng, trò bầu cử của đảng Cộng sản là một trò lừa đảo lưu manh mang bản chất của đám sân đông mãi võ bất lương, chứ nó không mang bản chất của những kịch sĩ. Lo sợ trò bầu cử lừa gạt bị móc mẻ trước toàn dân. Mới đây, đảng đã mở chuồng cho Tô Lâm nhe răng gầm gừ răng, sẵn sàng nhảy bố vào những ai dám lên tiếng bóc mẻ trò lừa gạt này. Chưa hết, để phụ họa với Tô Lâm, Ông tướng bị bẻ nanh đổ bá tị cũng quen cái thói võ biền nhảy ra khỏi chuồng nhe răng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhân dân vậy là người dân hãy để cho những kẻ này điên cuồng hành động và chúng ta ngồi đấy mà quan sát một khi bọn này mà càng hung hăng thì điều đó chứng tỏ là những tiếng nói lật tẩy trò bầu cử là hoàn toàn chính xác còn thú dữ khi bị chọc đúng huyệt thì nó càng hung hăng và càng tỏ ra nguy hiểm việc mở cửa chuồng suyệt cho Tô Lâm và Đỗ Bá Tị nhảy bổ vào nhân dân thì đấy là hành động tự thú theo cái kiểu lạy ông tôi ở bụi này của đảng Cộng sản.